Xin chào mọi người, cùng thăm thỏ con với mình nha. Con sáu nè, nhấn nhấn cái con đằng sau kia. Có cái rau gì cho hắn ăn cái. Ủa hả, quay bắt tay hết rồi. Tên như là lồ mất ra. Để lại cho anh gấp lấy cái gì. Lấy ra khoai cho nó. Hai con. Chỉ một con. Ý, nó hỏi nó nào ba. Là gì cũng được. Ba. Nương nương cho nó lại nó ướt. Bún chuông này kìa, cái chuối đúng á. Chuối ăn chuông. Con mày ơi, để im đi. Trồng rau khoai vào đất được cái con. Ủa mấy con này chung một chuồng hả ba? Hai khác chuồng vậy? Có khác chuồng nhưng mà cho nó ngồi xíu vậy? Nhau vậy. Từ cái mắt đỏ kìa. Không gì hết. Đây. Con với ăn luôn. Đừng có nán bùng hơn. Ủa trời, ngồi nhà ông mà không ăn gì hết trơn. Đây là mắt màu đỏ. Mắt màu đỏ nè. Mắt đẹp chứ. Mắt nè. Ừ, bắt vậy hả? Bắt vậy hả mẹ? Ba. Thỏ bắt vậy hả hay là bắt cái tay? Đây. Ba. Mì bỏ đây đi, nó ăn sau. Mì bỏ đây đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Thỏ bú. Oh no. Ăn đi, ăn đi. Ghê sợ quá à. Không, không, không. Nó sợ mẹ. Đối với mình đây là thỏ khổng lồ, đối với ba đây là thỏ con.
bạn gì liệt mọi người. Hẹn gặp mọi người vào video sau nha. Bye bye.